Vâng, chào tất cả các bạn. Thì hôm nay thì clip Điện tử Minh Thư sẽ quay để test cái bộ mixer, là cái dàn điều chỉnh lên trước, gồm có Bomaster, Bomi Music, Echo và hai bom mix để gửi cho bạn Bảo ở Sóc Trăng. Đó thì đây là đó. Bạn bảo đây là những cái bo cũ nha các bạn. Rồi, đây mình sẽ test trên cái loa Encode. Rồi, đây này. Đó. Rồi, ok, đầu tiên mình thử mic nhé. Mình thử mic. Rồi, các bạn cái mic A này. Mình thử mic nha. Alo, 1, 2, alo, alo, đó, có echo luôn. alo, 1, echo rồi, vẫn còn tốt lắm. alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bảy alo. Đó, rồi bây giờ mình sẽ test trên cái số 2, mic 2. Rồi, bạn nó tí nha. Alo, alo, alo. À, mình cắm vào chưa sát. Rồi, ok. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đó, các bạn có thể thấy. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ test dàn như thế này nha. Vâng, hiện tại thì mình test mic trên cái bộ đây, các bạn có thể nhìn thấy nha, đây là cái bộ thu micro không dây đó, và bạn nào có nhu cầu mà cần liên hệ những cái bo cũ như thế này thì liên hệ chỗ mình nha. Rồi, đây là cũng bộ này, các bạn có thể hát karaoke ở phòng diện tích nhỏ thì vô tư rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.